Lúc Nguyễn là một đầu bếp người Úc gốc Việt nổi tiếng trên thế giới, anh có một chuỗi nhà hàng rất thành công ở Sydney nhưng bản thân luôn tôn trọng và tự hào về các món ngon của quê hương Việt Nam mình. Lúc muốn chứng minh cho cả thế giới thấy được Việt Nam có hàng trăm món ăn nổi tiếng chứ không chỉ riêng bánh mì hay phở. Anh ấy sẽ bước vào hành trình của các giác quan kết hợp tình yêu với ẩm thực, du lịch và văn hóa Việt Nam. Hành trình này sẽ kéo dài theo hơn 2.000 km khắp đất nước ta trên tuyến đường sắt thống nhất và những món ăn của từng vùng miền sẽ được Lúc Nguyễn khám phá chế biến ở những địa điểm đầy thách thức. Trước khi lên chuyến tàu đi khắp đất nước thì Lúc Nguyễn sẽ khám phá thành phố sầm uất tấp nập nhất Việt Nam chính là thành phố Hồ Chí Minh. Anh sẽ đến một khu chợ truyền thống ở quận 1 có tên là chợ cũ nằm tại Tôn Thất Đạm để mua những nguyên liệu tươi ngon chuẩn bị cho món ăn gia truyền. Thịt ở đây rất tươi và khi di chuyển bằng xe máy thì thậm chí không cần phải xuống xe mà chỉ cần đưa ra yêu cầu là họ sẽ chuẩn bị cho bạn. Đôi khi chủ tiệm sẽ hỏi bạn muốn nấu món gì rồi họ sẽ gợi ý cho bạn vài ý tưởng nữa để sáng tạo. Tiếp đến Lúc sẽ mua thêm một ít lá tía tô xà lách tươi và bạc hà cùng một ít rau thơm, những nguyên liệu cuối cùng là bún, nước cốt dừa với bánh tráng. Tất cả chúng sẽ được dùng để làm ra món đầu tiên trong chuyến hành trình của Lúc là bò nhúng giấm, một món ăn truyền thống ở đây. Trước hết là phần nước chấm, thêm một chút nước cùng một thìa đường rồi một nguyên liệu tuyệt vời được gọi là mắm nêm do cá cơm lên men có vị rất mạnh và hăng. Khi nước bắt đầu sôi cho thêm dứa dằm cùng một ít sả thái nhỏ để tăng thêm mùi vị. Về phần nước dùng sẽ cần khoảng 250ml dừa tươi cùng giấm trắng sả và hành tây cắt sẵn. Trong khi đợi nước sôi thì sẽ thấm bánh tráng qua nước để làm mềm rồi cho rau, bún và các nguyên liệu ăn kèm vào. Sau khi nước sôi ngấm đều gia vị thì sẽ nhúng bò vừa tái chín cho vào cuốn và chỉ cần cuộn lại rồi chấm sốt thưởng thức. Tất cả nguyên liệu tươi ngon cho món này đều nằm ngay trong chợ phía sau Lúc. Tại một khu phố người Hoa ở Sài Gòn rất nổi tiếng với món sủi cảo thì bạn có thể tìm thấy cửa hàng bán sủi cảo ở khắp các con đường. Lúc Nguyễn sẽ phải học cách gói sủi cảo từ đầu bếp ở đây rồi chế biến lại theo cách của mình. Tôm sẽ được ướp với một chút dầu mè cùng tiêu trắng và đường, còn thịt bằm sẽ ướp cùng muối kèm dầu hào. Tất cả các nguyên liệu còn lại sẽ được cho vào một cái tô rồi đập một quả trứng cùng một chút bột ngô sau đó trộn đều. Bước cuối cùng chỉ cần cho nhân vào vỏ bánh sủi cảo rồi ấn gập lại, Lúc sẽ nấu nhờ ở một cửa hàng bên kia đường vì người Việt Nam rất dễ nói chuyện. Chỉ sau 5 phút sủi cảo là đã chín và chỉ cần thêm một chút nước lèo thanh đạm cùng hành lá nữa, ôi thật hoàn hảo. Sủi cảo ngọt mềm đầy ngon lành nhưng để đạt được độ hoàn hảo như đầu bếp ở đây thì cần một chút gì đó nữa. Khi Sài Gòn về đêm, người dân địa phương thường thích ăn nhẹ hoặc lai dai ở các hàng quán nên hột vịt lộn là một trong số đó. Chúng thường được ăn kèm với muối tiêu chanh. Ở thành phố này, người dân còn có một thú vui đó chính là câu tôm, nhưng không phải ở biển mà ngay trong một cái lều khổng lồ. Tôm vừa câu lên đang còn tươi sống sẽ được sơ chế ngay tại chỗ, lấy một cốc nước rồi cho đường, dầu điều và nước mắm vào để làm sốt. Phi tỏi cùng hành tím cho đến khi dậy mùi rồi cho tôm vào làm chín mặt thịt khoảng 1 phút rồi lấy ra xong đổ hỗn hợp vừa pha vào chảo cùng với dầu điều. Khi sốt đã sôi thì cho tôm vào lại nhưng là mặt vỏ trước khi tôm chuyển màu đỏ chính là lúc chúng cần được lấy ra và thưởng thức. Đến với món tráng miệng thì tại Tiền Giang cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 2 tiếng chính là nơi nổi tiếng với sô-cô-la. Người dân ở đây trồng rất nhiều cacao, sau đó thu hoạch lấy hạt đem phơi dưới ánh nắng mặt trời rồi được chuyển về thành phố để rang và hành trình kỳ diệu bắt đầu. Sô-cô-la vị phở là món mà bạn nên thử một lần trong đời đấy. Rời Sài Gòn tấp nập, Lúc Nguyễn sẽ đặt chân đến địa điểm tiếp theo là Đà Lạt cùng vùng Tây Nguyên xinh đẹp. Đà Lạt có không khí mát hơn Sài Gòn rất nhiều và người Pháp chính là người dẫn đầu về nghỉ dưỡng ở đây. Lúc Nguyễn đã gặp lại một người quen, anh ấy là một đầu bếp rất giỏi đang muốn bảo tồn những truyền thống văn hóa của các dân tộc thiểu số đang có nguy cơ biến mất. Một trong những món ăn truyền thống nhất ở đây là ếch nướng ống tre, bột ngọt muối cùng sả gừng và tỏi sẽ được băm nhuyễn cùng ớt kèm rau thơm. Động tác băm nhịp nhàng như thể đang đánh đàn vậy, thịt ếch sẽ được cắt làm 4 rồi trộn với gia vị vừa làm xong thêm với một bó rau răm tươi. Những ống tre tươi được cắt thành từng đoạn khoảng 40cm rồi nhồi thịt ếch cùng rau răm vào trong. Phần đầu của ống tre sẽ được chừa lại một đoạn để thêm nước. Khi sôi sẽ làm nước rơi xuống than khiến nước bay hơi và ếch sẽ được nướng hấp cùng một lúc. Sau khi chín, ống tre được chẻ làm đôi và phần thịt bên trong sẽ lộ ra hương thơm ngào ngạt. Khi thưởng thức cùng gia vị thì thịt ếch rất mềm lại ngọt ngào lan tỏa trong khoang miệng. Ở Việt Nam có rất nhiều gia đình sẽ làm việc cùng nhau, con cháu của họ sẽ tiếp quản công việc của gia đình hay còn gọi là gia truyền. Ở Đà Lạt có một món ăn mà bất cứ vị thực khách nào khi đến đây đều muốn ăn thử, đó chính là bánh tráng nướng. Nhân bánh có rất nhiều loại từ trứng gà hoặc hải sản cho đến thịt lợn hay thịt gà và cả xúc xích nữa. Đặt bánh tráng lên vỉ nướng rồi thêm hỗn hợp dầu điều cùng hẹ rồi cho một quả trứng vào tán đều, bánh phải được xoay liên tục để tránh bị khét. Cuối cùng tôm thịt được cho vào rồi thêm một chút ớt bột và khô bò xong nướng thêm 30 giây nữa là hoàn thành pizza kiểu Việt. Lúc tiếp tục lên tàu hỏa để đến ngoại ô thành phố cách khoảng 7 km nơi trồng rất nhiều loại rau cùng hoa ngập tràn, một màu xanh mát lập tức ập vào mắt bạn. Bánh mì xíu mại là món ăn sáng phổ biến ở thành phố ngàn hoa này nên Lúc Nguyễn quyết định tái hiện lại theo công thức của riêng anh.
Đầu tiên thịt lợn xay sẽ được ướp với tỏi hành tím cùng một ít muối và tiêu đen, sau đó thêm vào một ít đường cùng bột ớt khô kèm khoảng 2 muỗng nước mắm rồi trộn đều. Sau đó nắn thịt thành từng viên tròn nhỏ để trong 20 phút cho ngấm gia vị. Phần sốt sẽ bắt đầu với dầu điều, tỏi băm và hành tây xào trong khoảng 1 phút đến khi dậy mùi, sau đó cho nước dùng thịt lợn vào rồi đợi nước sôi. Cho thịt viên vào nấu thêm khoảng 10 phút rồi cho ra chén, và món ăn này là bữa sáng nên khá nhẹ lại thanh mát. Khi thành phố về đêm, lúc Nguyễn sẽ ghé thăm một nhà hàng mà khi bước vào thì hương khói cùng mùi củi cháy đã xộc thẳng lên mũi. Phía sau nhà hàng họ trồng các loại rau thơm và trực tiếp dùng chúng để nấu ăn. Lúc sẽ ngồi ở một không gian mở với thời tiết se lạnh, nhấm nháp ly rượu vang để làm món ốc nhồi thịt, món ăn mà người dân nơi đây rất ưa chuộng. Ốc sau khi sơ chế sẽ được luộc khoảng 5 phút với gừng và lá chanh vàng, phần thịt nhồi sẽ được làm trong lúc chờ ốc nguội. Đầu tiên cho khoảng 50g thịt lợn xay cùng gừng thái nhỏ, thêm một ít hành tím mộc nhĩ xả băm và điểm đặc biệt là thêm vào một ít lá chanh thái mỏng để làm dậy hương vị. Đường tiêu nước mắm sẽ được thêm vào cuối cùng. Bước tiếp theo là lẩy ốc ra khỏi vỏ rồi dùng dao băm nhuyễn, sau đó trộn đều tất cả nguyên liệu lại với nhau. Ta cho một miếng xả vào vỏ ốc như thế này rồi cho một muỗng nhân vào nhồi trong vỏ ốc. Điều này sẽ giúp chúng ta sau khi hấp chỉ cần kéo cọng xả thì phần thịt sẽ rơi ra. Phần nước chấm đơn giản gồm giấm, gừng, ớt và tỏi nhưng rất thơm. Kết cấu phần thịt cùng ốc vừa vặn chấm với nước sốt thì bùng vị đầy vui vẻ trong miệng. Rời Đà Lạt thì lúc Nguyễn sẽ tiếp tục di chuyển đến Nha Trang, một vùng biển tuyệt đẹp của Việt Nam, và chắc chắn ở đây sẽ có những loại hải sản tuyệt vời nhất. Ở Nha Trang rất đa dạng hải sản, lại còn có hơn 19 đảo lớn nhỏ nên lúc lần này sẽ đến một hòn đảo để lặn bắt nhung biển. Có khoảng 950 loài nhung biển khác nhau trên khắp thế giới, và lần này lúc đã bắt được khoảng 6 loại khác nhau. Chúng có vị giống bơ mịn nhưng ngọt. Tuy không có não và mắt cơ mà nhung biển có các giác quan kỳ diệu khắp cơ thể giúp chúng cảm nhận được kẻ thù cùng thức ăn. Thịt nhung được nghiền nát rồi cho vào bơ chảy đánh lên cho đến khi tan ra, rồi cho bột ớt cùng nước mắm, sau đó đổ vào một cái tô cùng một ít húng quế tươi kèm mì sợi. Trộn đều tất cả rồi cho ra dĩa, và đây chính là hương vị umami. Thêm thịt nhung lên trên rồi vắt một ít chanh để giảm bớt mùi bơ. Vậy là ta đã hoàn thành món mì trứng trộn nhung biển ngọt ngào đầy hương vị. Bánh căn là một món ăn đường phố siêu ngon ở Nha Trang, và nguyên liệu gồm bột gạo cùng cơm nguội được xay thành bột mịn. Nó được nướng trên những cái khuôn tròn nhỏ được thiết kế riêng. Chúng có thể ăn kèm trứng cút, nghêu, tôm hoặc mực, và chỉ mất khoảng 40 giây để xong một cái bánh. Vỏ bánh rất giòn, khi chấm vào mắm sẽ hơi mềm một chút, còn ruột bánh thì hơi xốp, cùng với nhân hải sản rất tươi ngon. Tại khu chợ cá thì hải sản được đánh bắt và đưa vào bờ liên tục nên người dân sẽ phải xay đá ướp chúng để giữ được độ tươi. Hải sản nơi đây nhiều đến nỗi bạn có vô vàn món ăn có thể nghĩ đến khi thấy chúng, và lúc Nguyễn sẽ lựa chọn mực ống cho bữa ăn hôm nay. Mực sẽ được làm sạch ruột và giữ lại gia vị anh thích vậy. Sau đó khứa nhẹ mực theo đường xéo rồi ta xoay lại làm thêm một lần nữa. Tiếp theo giã tỏi cùng ớt rồi cho thêm nước mắm vào cùng với tương ớt ngọt, và cuối cùng là nặn thêm chanh để cân bằng vị, xong dưới đều lên mực để sẵn sàng nướng. Mỗi mặt sẽ được nướng trong 2 phút giúp tránh bị khét, nếu không chúng sẽ rất dai. Phần gỏi gồm cà rốt ngâm chua cùng với các loại rau thái nhỏ. Để thơm hơn thì cho thêm xả vào, và cuối cùng là giá đỗ cùng rau mầm để giữ được độ giòn rồi trộn đều với nước mắm tỏi. Mực đã chín mềm thái nhỏ rồi cho vào gỏi cùng với nước mắm, giấm, chanh, tỏi và ớt. Thêm một chút hành phi cùng mè rang để tăng kết cấu món ăn. Lúc chia sẻ nó với các cô ở chợ và họ cho rằng đây chính là món ngon nhất họ từng được ăn. Chỉ còn lại một ngày ở Nha Trang nên lúc đã đến rìa thành phố và thu hoạch rong nho, một loại nguyên liệu được xuất khẩu khắp thế giới. Món ăn được lúc Nguyễn lựa chọn lần này là cá chẽm nuôi cùng với những cọng rong tuyệt vời này. Cá chẽm sẽ được phi lê thành từng miếng 150g rồi làm một chút bơ chảy với nước mắm, xong vắt chanh vào cùng với gừng để tăng thêm mùi vị. Phần thịt sau khi được ướp muối tiêu sẽ được áp chảo mỗi mặt 3 phút, áp phần da vào trước rồi dùng một cái nồi đè lên để giữ phần da giòn đều. Đậu rồng được xào với tỏi cùng nước mắm rồi cho ra dĩa kèm với cá và một ít bưởi, xong cuối cùng là nhân vật đặc biệt rong nho. Món ăn đã hoàn thành cùng với tiếng nổ của các nguyên liệu giòn tan. Cuộc hành trình của lúc Nguyễn được tiếp tục ở Hội An nhưng anh phải xuống ga tàu ở Đà Nẵng trước. Trên chuyến đi dài này sẽ là lần đầu tiên mà vị đầu bếp tài hoa sẽ nấu ăn ngay trên tàu hỏa. Liệu món bò xào bông thiên lý có làm khó được anh hay không? Bò sẽ được ướp với muối và tỏi cùng một ít hành tím, thêm vào một chút dầu mè kèm nước mắm nữa. Khi dầu nóng cho bò vào xào nhanh trong 1 phút vừa chín tái rồi múc ra. Tiếp theo là xào hoa thiên lý và bông bí khoảng 1 phút rồi nêm thêm dầu hào nước mắm cùng một ít nước tương. Khi rau vừa chín thì cho thịt bò vào xào lại, thêm một ít ớt tiêu hạt và hành lá để gia tăng hương vị làm màu sắc đẹp mắt. Mặc dù hơi khó khăn khi tàu lắc lư nhưng lúc Nguyễn đã nấu xong món chính và sẽ ăn kèm với cơm trắng. Sau khi di chuyển 10 tiếng trên tàu thì cuối cùng lúc cũng đến được Đà Nẵng và anh sẽ đến Hội An, một thành phố cổ kính đầy nét quyến rũ. Trước khi khám phá ẩm thực Hội An, ắt hẳn bạn phải làm quen với các nguyên liệu trước, nên tương ớt Hội An chính là một gia vị đặc biệt trong các món ăn ở đây.
Chúng hoàn toàn được làm từ ớt tươi được chọn lựa rất kỹ lưỡng và công thức gia truyền thì được giữ bí mật nên lúc không được chia sẻ bí quyết nên chỉ có thể nếm để đoán thử. Tiếp đến lúc sẽ nấu một món ăn mà anh rất thích ở đây chính là cơm gà Hội An. Thịt gà được luộc chung với vài củ hành tây kèm một ít hành tím, nước mắm gừng cùng bột nghệ. Sau khi gạo được rang đều cho ngấm gia vị sẽ thêm nước luộc gà và đun với lửa vừa trong khoảng 20 phút. Gà lúc này sẽ được lấy ra và xé nhỏ. Lúc nhờ một người khách có vẻ muốn học nấu món này phụ mình một tay. Với phần rau trộn thêm đu đủ xanh, cà rốt, bào hành tây thái mỏng và vắt 4 quả quất vào kèm với rau thơm. Thêm một ít muối đường và tiêu cùng với dầu tỏi. Tất nhiên là cả tương ớt Hội An vào nữa. Gà sau khi xé nhỏ cũng được cho vào trộn cùng. Cơm lúc này cũng đã chín và có màu vàng rất đẹp mắt, sau đó cho phần gỏi gà lên trên thì đây chính là cơm gà Hội An. Năm xưa nước ta đã từng bị thả hơn 7 triệu tấn bom trong chiến tranh và người đàn ông này đã biến những điều tiêu cực thành tích cực khi thu gom bom để tái chế chúng thành những con dao sắc nhọn. Hôm nay là ngày sinh nhật mẹ vợ của Lúc Nguyễn nên anh đã quyết định làm món cao lầu, một món mì nổi tiếng ở Hội An để tặng bà. Nguyên liệu đặc biệt mà chỉ có thể tìm thấy ở Hội An chính là sợi mì gần giống với udon này. Thịt lợn thăn được ướp qua đêm cho thêm dầu hào, bột ngũ vị hương và nước tương cùng với một chút muối vào. Tiếp tục là một chút tỏi đường hay cả hành tím nữa, đun trong lửa nhỏ trong khoảng 20 phút cho đến khi miếng thịt chuyển màu caramel. Sợi mì được trần qua nước sôi cùng với giá đỗ cắt thịt và thêm rau cùng nước sốt thần thánh vào nữa là hoàn thành món cao lầu Hội An siêu đỉnh cao này. Lúc Nguyễn lại quay về Đà Nẵng với bãi biển Mỹ Khê xinh đẹp cùng với hải sản tươi sống phong phú. Những chiếc thuyền đánh bắt xuyên đêm sẽ có tôm tít cho Lúc và đây là một nguyên liệu mà anh đang tìm kiếm. Ở Đà Nẵng thì tỏi chính là đặc sản, tỏi cô đơn chỉ có duy nhất một tép có giá gấp đôi so với tôm hùm. Tôm tít sẽ được chiên ngập dầu thật nhanh để thịt không bị tơi, sau đó lấy tôm ra rồi phi hành tím gừng thái lát và một chút ớt. Cho tôm vào lại chảo cùng với một ít tương đậu để làm dậy hương vị umami. Đảo đều chảo cho thêm một ít muối đường hành lá cùng tỏi cô đơn phi vào. Mùi thơm của nó đã thu hút rất nhiều người đến xem. Những mảnh đất xung quanh đường ray là của nhà nước và người dân được phép sử dụng nên họ đã tạo ra rất nhiều vườn rau xanh. Mì Quảng chính là món ăn đúng chất Đà Nẵng với sợi mì được nhuộm màu từ củ nghệ bóng loáng. Gà sẽ được ướp với một chút muối tiêu đen, tỏi, hành tím, gừng thái lát cùng nước mắm trong một tiếng. Chiên gà cho đến khi thịt săn là có thể cho trứng cút luộc vào chiên cùng, sau đó cho nước dùng vào và ninh cho đến khi rút nước. Nước dùng ít sẽ khiến cho vị của mì đậm đà hơn rất nhiều. Khi đã nêm vừa ăn thì mới cho gà lên trên tô mì cùng bắp cải đã chuẩn bị sẵn. Thêm vào một ít giá đỗ, hoa chuối, trứng cút rồi thưởng thức kèm bánh tráng mè giòn tan. Cá đuối với xương sụn thật sự rất tuyệt. Khi bạn bắt được chúng thì phải ăn nó chứ đừng thả, và Lúc Nguyễn sẽ nấu ngay trong chợ. Cắt vài lát rồi đem nướng cả con chính là cách là Lúc lựa chọn. Sốt ướp sẽ gồm có xả hành tím, tỏi, ớt, một chút dầu hào, thêm một chút nước mắm, tương ớt, ngọt, tiêu và cuối cùng là đường. Trộn tất cả nguyên liệu lên rồi cho lên mình cá đuối, sau đó đem đi nướng trên than củi khoảng 10 phút mỗi mặt. Món cá đuối nướng xả ớt đơn giản nhưng đậm đà hương vị của biển cả. Khi vào một khu chợ thì Lúc Nguyễn đã bị hấp dẫn bởi mùi hương của lá lốt nướng hay bún thịt nướng chính là thủ phạm của mùi hương này. Ướp thịt cùng với đường mè trắng, sau đó rang bột ngũ vị hương kèm mắm nêm cùng với hỗn hợp xay sẵn gồm xả, tỏi, hành tím và rất nhiều nước tương. Cuối cùng là dầu ăn với dầu điều để tăng màu sắc cùng hương vị, rồi tất cả được trộn đều bằng tay. Tiếp theo đặt mặt bóng của lá lốt lên vỉ nướng rồi đặt thịt lên phía trên đóng vỉ lại xong đem đi nướng than hồng. Chỉ sau khoảng 2 đến 3 phút mỗi mặt thì thịt sẽ chín đi kèm với mùi thơm của lá lốt. Tất cả gia vị đều thấm đẫm vào thịt tạo nên một mùi hương rất tuyệt. Một tô bún tươi kèm rau xanh và một ít đậu phộng rang kèm nước mắm ngọt dưới lên trên thì còn gì gọi là trên cả ngon nữa chứ.